không chị xả ra, không chị xả ra. À, bởi vì con nhớ rằng trong cái thời gian mà tu mình mới biết cái lúc mà tâm nó ly dục được rồi thì người ta nói gì mình thấy nó thản nhiên. Còn khi mà nó không ly được, tức là nó có lúc nó ly mà có lúc nó chưa ly, bởi vì mình chưa phải ly điều, cho nên có lúc nó không ly cái chuyện nó không cần, mà sao lại nó cứ nó ấm ức nó tức hoài mà sao không được. Tức là lúc đó là lúc cái tâm nó không có ly, còn cái lúc mà nó ly con thấy nó thản nhiên. Còn hồi nào tới giờ mình chưa tu là lúc nào nó cũng ấm ức được hết, có đúng không? Còn bây giờ mình đã tu rồi cho nên nó có lúc nó ly, cho nên có lúc con thấy con ôm pháp con vô thì nó an lạc vô cùng, nhưng mà có lúc ôm vô nó không có an lạc, tức là lúc đó là lúc chưa có ly. Nhưng mà tại sao có lúc được lúc không? Cái lúc cái tâm của mình nó không có ly, còn cái lúc tự nó ly, rồi có lúc nó không chưa có ly, con hiểu chưa? Cho nên cái câu nói con chép lại nó cũng tầm thường, mà sao nó cứ nghẹn cổ mình nó tức đi. Đó là lúc nó không có ly, nó cứ ở trong bụng mình hoài là tôi không có chịu ly. Cho nên vì vậy đó, mình phải có đầy đủ nghị lực, mình để chiến đấu với nó. Mình phải tác ý, mình phải tư duy, mình phải suy nghĩ về cái điều đó để làm cho nó giảm cái lực đi, nó bị cái lực tham si nó có. Mà lúc bây giờ cái tham si con, cái lực nó đang ở trong cái chỗ con, nó chưa có ly, cho nên cái lực nó nằm đó. Mà khi người ta động đến nó mà cái lực nó còn ở đó đó thì tức là nó nghẹn ngào, nó tức. Còn khi mà nó ly, người ta nói gì sao nó thấy nó thản nhiên quá. Mình nói sao có lúc dày lúc khác kỳ, tại vì con biết Phật pháp nó mới vậy, chứ còn con không biết Phật pháp thì nó thẳng thừng, lúc nào nó cũng tức được hết. Còn hiểu chỗ đó chưa? Nhờ biết Phật pháp mà có lúc nó ly, cho nên mình thấy nó dễ qua, dễ vượt qua. Có lúc mà nó không ly, nó ấm ức, cho nên mình biết mày còn chưa hết, cho nên mày còn đây. Mỗi lần tao thấy mày dễ quá mà sao bây giờ mày dày, tức là mày còn, tao cố gắng tu nữa. Làm như cục đất ly sân hết đi, mày còn ở đây là chết. Con nhớ vậy không? Còn nhớ thì con bền chí, tức là mình ly chưa hết chứ không có gì hết. Mà ly sạch rồi thì tức là con thấy không có gì hết. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm, những cái có tu mới biết được những cái này. Chứ còn không tu con nghe, nếu mà con chưa có thực hành thì con chưa có biết cái này đâu. Chính những cái giá trị của cái người tu là hỏi trong cái hành đó mấy con. Còn cái mình hỏi chữ nghĩa để mình hiểu là để mình hiểu chơi. Còn hiểu mà hiểu như con hỏi thầy, cái đó là hiểu trong cái thực hành. Mình có thực hành mình mới lạ luôn. Sao cái tâm mình lúc chuyện người ta nói lẽ ra cái câu đó mình ấm ức chứ, mà sao nó chỉ xả như thường. Còn cái chuyện câu này nói họ nói vậy đó, mà sao nó nghẹn tức cổ mình như thế này. Là mình biết lúc đó là lúc ảnh nằm, ảnh chưa có ly. Cái tâm của mình, cái thời điểm đó, cái điểm đó đó ảnh không có ly. Còn cái thời điểm đó ảnh đang ly, cho nên đằng kia đánh vô mà lúc này ảnh ly rồi, cho nên vì vậy nó thản nhiên lắm. Cho nên tiếp tục, bây giờ mình biết nó chưa hết, cho nên vì vậy tiếp tục ly ra. Vì biết cái lực của tham si nó hết thì nó không còn cái chỗ mà tức giận mình nữa, không còn tức giận nữa. Con hiểu chưa? Đó là cái thông lực. Cho nên mình nhắc hoài nó tâm rất đi. Nó bởi vì con phải biết áp dụng pháp. Ví dụ bây giờ con không áp dụng gì hơi thở thì con sẽ áp dụng pháp thân hành niệm. Con bắt đầu con thấy nó nhẹ như vậy, nó tức nữa thì bắt đầu con áp dụng vào pháp thân hành niệm. Con đưa cánh tay ra, con đưa cánh tay vào, con duỗi chân ra, con duỗi chân vào, con đứng dậy, con bước đi, con nhiếp phục cái tâm của con trong cái thân hành của con. Thì khi mà con nhiếp phục tâm con trong thân hành, con an trú được tâm con trong thân hành thì tất cả những cái chướng ngại pháp đó đều là bị phá vỡ hết, nó được phá hết, không còn nữa. Nó không còn có một chút siêu gì, nó trở thành cái trạng thái an lạc khi trên cái thân hành của con. Cho nên tu tập nó rất hay là nó phá được những cái chướng ngại pháp, nó làm cho ác pháp không tác động trên thân tọa tâm pháp của con được. Nó là mình cũng đúng pháp rồi đó. Cho nên cái điều kiện cần thiết là khi tu là nhiếp phục được tâm và an trú được tâm. An trú được tâm trong thân hành niệm nội hay thân hành niệm ngoại là hai cái điều kiện căn bản nhất của cái người tu. Nhưng mà cái này nó khó, là nó tu sai là bị căng, nó làm cho cơ thể nó bị rối loạn. Cho nên vì vậy mà khi mà hướng dẫn về cái phương pháp mà tu này thì người ta sẽ hướng dẫn mình từng bước để cho mình nhiếp được tâm và an trú được. Nó an trú, con thấy nó an trú, thậm chí như thế này
khi mà con an trú, cái thân con đau con không biết đâu, con không nghe đau. Cái âm thanh bên ngoài người ta la con không biết, bị nó an trú nó bám vô trong cái pháp. Nó an trú nó trú trong đó, khi mà trú ở trong chỗ đó nó không có lót đầu nó ra. Cho nên con không có nghe, còn mà con còn nghe là bị phân tâm. Con còn thấy là bị phân tâm, tức là chưa an trú. Chứ nó an trú rồi thầy nói, cái bệnh thầy mà nói thật thì cái thân mà có đau cái gì nó an trú gì đó rồi nó hết đau liền. Cái pháp của Phật nó hay vậy, bởi vì nó gọi an trú, cho nên nó an tịnh thân thành, tôi biết nó vô, an tịnh thân thành, tôi biết tôi thấy ra. Cái thân nó an, ổn, cho nên nó rất là tuyệt vời. Nó không có gì hết à, nó an trú, nó không có niệm. Ok. Rồi, cái gì vậy mà con bước thêm, con tham quá. Rồi con câu hữu, hai pháp mà trở lại nương vào hơi thở, nó cần. À, tôi được cái chỗ đó là căn bản lắm này. Mà nếu được hướng dẫn nữa thì áp dụng trong tứ niệm xứ chứ không có tu pháp nữa. Con có tu định niệm hơi thở nữa, mà không có tu định vô động nữa, mà tu tứ niệm xứ. Khi mà trong tứ niệm xứ nó có những cái chướng ngại thì mình dùng cái phương pháp đó để khắc phục tham vô cho nó rời khỏi tứ niệm xứ của mình. Cho nên luôn luôn để mà sung mãn tứ niệm xứ là không có chướng ngại trên tứ niệm xứ, mà chỉ có 12 tiếng đồng hồ là nó xong công việc đó. Đó là con an trú được. Mà nếu mà con tu tập bước qua cái giai đoạn tu tập tứ niệm xứ rồi thì coi như là trong 12 tiếng đồng hồ thì cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, nó ly dục ly ác pháp hết đó. Mà nó ly hết rồi nó bắt đầu mà nó không có cái tứ gì ý túc thì mới ôm cái pháp thân hành niệm. Con tập từ nửa tiếng đồng hồ thì cái lệnh của con nó sẽ hiện ra, cái lệnh tứ ý túc nó hiện ra đủ. Thì chừng đó nhập định hoặc là thực hiện tâm đi. Sau khi con thực hiện trong vòng chừng mấy tiếng đồng hồ à, mấy tiếng đồng hồ xong rồi thì coi như là con hoàn tất con đường tu rồi, được khỏi cần tu hết rồi, biết chỉ được. Nó thì bây giờ con tiếp tục những cái niệm, những cái thân con nó khởi như tham sân si, thì con chỉ dùng các cái pháp mà con biết tâm an trú được thì con đẩy lui nó hết. Đẩy lui nó không có nó không sai được nữa, nó không cho làm cho cái tâm mình khởi tham sân si nữa được, thì nó sẽ bị diệt. Nó bị diệt thì bắt đầu tâm con thấy phóng dật, thành ra nó thanh thản an lạc vô sự hoàn toàn. Cũng là nỗ lực tu, mặc dù là chưa có quy y, chưa có gì hết, mà cũng là tham pháp tu đúng không? Như vậy là con cũng là gan lắm. Đó là tự quy phạm quy pháp quy tăng rồi. Như vậy là cũng là cái ý chí cũng lớn chứ không phải nhỏ, nhưng mà tham cũng dữ, tham dữ quá cho nên mới kết hợp mày á. Cái hợp hai pháp, mà nếu mà con không hỏi con sẽ tinh phạt đó, tinh phạt đường nào. Mấy con còn gì nữa không? À bây giờ có tu có gặp gì đó hỏi vậy đi, thầy sẽ dạy cho. Để tu thầy xác định từng pháp để cho các con biết cái sai cái đúng của mình để mình chỉnh, cái đó là cái quan trọng đó.